chính phủ Việt Nam đang nợ bao nhiêu tiền. Hôm vừa rồi khi mình nói về video Lào sắp vỡ nợ thì có một số comment nói rằng là Việt Nam mình cũng đang nợ rất là nhiều thì làm sao mà cứu nổi Lào. Thì mạng xã hội là một nơi mà chúng ta có thể chia sẻ thông tin rất là tự do. Tuy nhiên nếu thông tin đó không có nguồn uy tín thì chúng ta không nên nói ra nhé. Hôm nay chúng ta xem cái nợ của Việt Nam và nợ các cái nước trong khu vực Đông Nam Á như thế nào nhé. Đầu tiên về nợ ấy, thì có nợ xấu và có nợ tốt. Bạn hình dung rằng nếu một ông tỷ phú có khả năng kiếm tiền cực kỳ tốt thì bạn muốn đưa tiền cho người ta làm ăn chứ. Ví dụ rất nhiều công ty trên sàn là công ty lớn cũng vay nợ rất là nhiều, nhưng khả năng làm ra tiền của họ tốt, khả năng trả nợ tốt thì người ta càng uy tín và ngân hàng lại đến mời chào cho họ vay nợ nhiều hơn. Ngược lại, một ông nghèo khác suốt ngày ham chơi lô đề cờ bạc bóng bánh không biết làm ăn, tiền vào bao nhiêu cũng hết, những cái thằng đấy 1.000 cũng chả ai dám đưa. Các quốc gia cũng thế, nếu những quốc gia nào mà khỏe, GDP tốt, tăng trưởng tốt, nguồn tài nguyên tốt, con người tốt thì khả năng huy động vốn, khả năng vay nợ trên thị trường quốc tế càng rất là tốt. Đây các bạn nhìn ở trong các nước Đông Nam Á này, thì khu vực Đông Nam Á có tăng trưởng GDP trung bình khoảng 4,6% vào 2023 và khu vực này vẫn tăng trưởng tốt khoảng chừng 4% đến 5% trong nhiều năm nay. Về tổng GDP của cả khu vực thì khoảng chừng là 4.000 tỷ đô, dân số của cả khu vực là 680 triệu người. Và cái tỷ lệ chính phủ vay nợ trên GDP ở cả khu vực Đông Nam Á nó là 60% từ 2023. Con số này tăng lên khá nhiều sau Covid. Còn Việt Nam chúng ta có tăng trưởng GDP năm nay dự kiến là 5,8%. Theo dự báo của IMF là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của chúng ta dự kiến đạt khoảng 450 tỷ đô cho năm nay. Với dân số 100 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp trong những người có độ tuổi lao động là 2,4%. Và đặc biệt con số nợ của chính phủ chỉ là 36,3% trên GDP thôi. Và con số này thấp hơn một nửa so với những nước trong khu vực. Và chính vì điều này chúng ta thấy rằng là Việt Nam mình đang có một cái tỷ lệ nợ trên GDP khá là an toàn. Và đặc biệt tỷ lệ lạm phát của chúng ta là 5% thì cao hơn một chút so với tỷ lệ lạm phát của khu vực là 4,7%. Thì con số này vẫn rất là ok để chúng ta có thể vay nợ một cách vừa phải để thúc đẩy hạ tầng, phát triển kinh tế vĩ mô trong lâu dài. Và vừa rồi thì chính phủ Việt Nam cũng đã từ chối một số khoản vay nợ rất lớn cho một số dự án hạ tầng trọng điểm của Việt Nam do một số người hàng xóm có rất nhiều tiền đến offer vay. Nhưng mà chúng ta dựa vào kinh nghiệm của những dự án trước đây rất nhiều năm bị tồn đọng và triển khai không hiệu quả và chúng ta đã từ chối những khoản vay đấy. Đây là một tín hiệu cực kỳ tốt cho cái vĩ mô lâu dài.